Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi cơm nguội nha. Hàng mini siêu lụa. Cây này có hoành ngang vị trí cọc lúa. Đây là 22 nha. Em có để thấu keo mấy tiếng. Anh chị soi giúp em nha. Cao từ cái vị trí ở dưới lúa đây. Dưới đây lên lúa đỉnh là cũng 22 nha anh chị cô chú. Bên đây là rễ nha. Chốt sống đó. Chút sống em có bôi keo hồng đây nha. Rễ nhỏ rất nhiều. Một phôi cơm nguội nha anh chị cô chú. Lúa quá đẹp luôn. Bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Em có để thấu kèm mấy tiếng nha.